Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tới Mỹ vào sáng hôm nay, thứ Hai, 6 tháng 7 năm 2015, bắt đầu chuyến đi thăm từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015 nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines chở ông Nguyễn Phú Trọng và phái đoàn nhiều viên chức cao cấp của chính phủ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrews ở tiểu bang Maryland vào lúc 8 giờ 30 sáng nay. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Scott Marcio, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius và đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cùng các viên chức ngoại giao Mỹ và Việt Nam đã ra đón tại sân bay. Sau đó, tại một khách sạn vùng Washington DC, ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp viên chức đại diện thương mại Mỹ. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và phái đoàn đã đi thăm nhà tưởng niệm cố Tổng thống Thomas Jefferson, vị Tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Tại sân bay Ronald Reagan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ bàn giao và lễ ký kết hợp đồng mua các máy bay mới do hãng Boeing sản xuất cho Vietnam Airlines. Chiếc máy bay được giao lần này là chiếc Dreamliner 787-9, một loại máy bay chở khách rất hiện đại, đã tạo được nhiều chú ý tại triển lãm hàng không Paris cách đây không lâu. Ngày mai thứ ba, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo một thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama muốn thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các phương cách để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Hai bên cũng sẽ đề cập đến các vấn đề Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Hợp tác Quốc phòng Song Phương và vấn đề nhân quyền. Theo chương trình dự kiến, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ dự tiệc chiêu đãi của Bộ Ngoại giao Mỹ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao John Kerry và tiệc chiêu đãi của chính phủ Mỹ do Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì. Với chuyến đi này, ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ. Chuyến đi được thực hiện vào thời điểm kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, 20 năm bình thường hóa quan hệ song phương và đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đơn phương gia tăng các hoạt động trên Biển Đông, tạo nên nhiều phản đối từ các nước trong và ngoài khu vực, trong đó có Hoa Kỳ.